tất cả bao người. Vì Mirinda ngon sáng lưỡi, dành cho tất cả bao người. Có Mirinda cười thả ga. Làm cho tất cả xanh hài, cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vang dội khi một trong hai danh hài tươi cười. Và ngày hôm nay xin được chào mừng tất cả quý vị đang đến với đêm gala của Thách Thức Danh Hài mùa 6. Và thưa quý vị, như vậy đêm nay chúng ta đêm gala rồi và luật chơi của đêm gala sẽ thay đổi một tí xíu. Nhưng mà trước khi Huy đến với đêm gala thì hãy cho Huy nhắc lại về phát sóng của chương trình Thách Thức Danh Hài, đó chính là 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Thách Thức Danh Hài mùa 6 do truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông và giải trí Điên Quân thực hiện. Và thưa quý vị, luật chơi của đêm gala rất đơn giản. Chúng tôi sẽ mời lại những tiết mục đặc sắc, những thí sinh tạo được ấn tượng đặc biệt với ban giám khảo và kể cả những thí sinh của những mùa trước. Họ sẽ trải qua 5 vòng thi liên tục, không ngừng lại và phải chinh phục được cả nụ cười của hai ban giám khảo trong cả 5 vòng. Nếu họ thất bại bất kỳ vòng nào, dĩ nhiên là họ phải nói là chia tay với chúng tôi. Ngược lại, trong suốt 5 vòng, họ giành được nụ cười của hai ban giám khảo. Họ sẽ mang về cho mình giải thưởng 150 triệu đồng. Bởi vì đây là một môn thi rất là quan trọng, nên vì thế là chúng tôi phải cân nhắc rất kỹ về những nụ cười của mình. Giải thưởng 150 triệu lận. Và hai giám khảo quen thuộc chúng ta đã sẵn sàng để đến với đêm gala. Còn chơi gì nữa, hãy chào đón giám khảo Trương Giang và giám khảo Trương Thành. Làm cho tất cả danh hài, cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vang dội khi một trong hai danh hài tươi cười. Ôi, đúng như những lời hứa trước đó. Ngày hôm nay chúng ta đã có 3 bộ đồ màu sắc hoàn toàn hy vọng. Đây là màu xanh của sự hy vọng, thanh thản, yên bình. Và luôn luôn mong đến một cái gì đó tươi sáng. Đúng vậy. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Và tối nay những nụ cười sẽ tràn ngập. Tại sân khấu này, hàng trăm triệu đồng sẽ được đưa đến cho những người mang đến nụ cười cho chúng tôi. Đó là ước mơ. Đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Nhưng mà hai anh ơi, anh Giang và anh Thành ơi, anh không biết là hai anh cảm nhận như thế nào về những thí sinh của mùa 6 này ạ? Đã trải qua rất nhiều tập rồi, tập cuối cùng. Thưa quý vị, tôi ngồi đây là bây giờ là 6 mùa rồi, từ cái mùa đầu tiên tới bây giờ. Có lẽ là Thách Thức Danh Hài là một trong những chương trình, phải nói, nếu như tôi nói không qua thì nó là một chương trình quốc dân. Rất nhiều hộ gia đình, tất cả, đa số những người Việt Nam đều xem chương trình này. Và đây là một cái liều thuốc dành cho tất cả những ai chỉ mong muốn là mình được cười vui thoải mái sau những cái giờ làm việc mệt mỏi, không phải suy nghĩ nhiều, không phải ngồi căng não, không phải ngồi nghĩ ngợi gì nhiều, coi ngay, cười ngay và enjoy để đi ngủ sáng mai đi làm. Nó giúp cho rất là nhiều người xả stress, thật sự là như vậy. Và sở dĩ ngày hôm nay nó đến được với mùa 6 là vì cái sự gần gũi của nó, là vì nó cho mọi người cảm giác được rằng là bất cứ ai trong cuộc đời này, đơn giản hay là có học thức cao, cũng như là những người có học thức trung bình hay địa vị xã hội như thế nào, họ đều có thể lên một cái sân khấu để có thể chinh phục ước mơ của mình nếu họ có khả năng, và họ đều có thể trở thành những người sở hữu giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng. Và điều đó đã xảy ra. Quý vị thấy những cái người mà nhận giải thưởng toàn là những người rất là bình thường, không ai có cái gì mà gọi là quá đặc biệt hết trơn. Nhưng mà họ dám lên sân khấu, họ dám vượt lên cái bản thân của mình. Và chúng ta đi được hơn có như là chúng ta đi được 50 năm thứ 6, có nghĩa là nửa thập kỷ rồi quý vị. Nó không quá dài, nhưng nó thật sự là một chặng đường đáng nể đối với một chương trình truyền hình trong cái thời điểm mà rất nhiều chương trình truyền hình như bây giờ. Và rất là vinh dự, rất là hạnh phúc để một lần nữa được ngồi ở đây với Thách Thức Danh Hài, một trong những chương trình được khán giả Việt Nam yêu thích nhất. Thưa quý vị, là để làm nên một chương trình á là nó đã khó rồi, mà làm nên một chương trình hài nó còn khó khủng khiếp nữa. Bởi vì hát thì mình sẽ
tuyển những bạn hát được, hát hay. Nó có cái nền tảng. Nó là hát và ai cũng có thể hát được. Còn hài mà lên diễn cho người khác cười trong vòng một phút khó khủng khiếp. Khó lắm. Thế nên là mong quý vị xem và chúng ta hãy xem đây là một chương trình giải trí và nhẹ nhàng. Các bạn đến đây cũng áp lực dữ lắm chứ không phải là không đâu. Biết chứ. Cũng khó khăn đúng suy nghĩ. Như Giang nói đúng là mình đôi khi mình ở nhà mình coi mình hay bị chê, người ta nói là sao mình diễn ghê. Dở, vậy cũng diễn nhưng được. Mà thiệt sự là họ cũng cố gắng lắm, nhiều khi họ tới đó là tới đó. Tại vì cái khả năng mà mỗi người khác nhau nên là chúng ta hãy xem vui vẻ là chính và chúng ta cũng gọi là cũng động viên tinh thần cho các bạn để mà tụi em còn có cơ hội để mùa sau làm tiếp. Quý vị nhớ động viên để tụi em làm tiếp để mà cùng ngồi đây với quý vị. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị những mùa vừa qua đã ủng hộ và theo dõi. Và thế này, có một cái chương trình mà Trấn Thành cũng khá là mình dùng từ có là hơi bức xúc nhẹ đi ha, để chia sẻ rất là chân thành với quý vị thế này. Tôi có đọc một số thôi, không nhiều, chỉ là một số thôi, rất ít, nhưng mà nó hơi kỳ. Các cái bài báo nhỏ nhỏ họ viết những cái tiêu đề là thách thức danh hài như này như nọ, thách thức danh hài rồi nhạc rồi có nên tiếp tục hay không, có nên thế này nọ hay không. Thì thưa quý vị, khi chúng ta đặt một cái bút mình viết về một chương trình, chúng ta nên khách quan một tí. Có thể sẽ có những cái tiết mục nó vượt qua tầm kiểm soát một tí, có thể có những tiết mục nó hơi dở một tí, nó không có đạt chuẩn như chúng ta mong đợi. Nhưng mà tại vì khi chúng ta xem những tiết mục đó mà chúng ta vội phán xét nó, như vậy là chúng ta quên xét lại cái quá trình mà cái chương trình này nó cho mình những tiết mục hay, nó cho mình những cái điều tuyệt vời trên sân khấu, nó quên ghi nhận. Chúng ta chỉ phán xét thôi. Như vậy thì thưa quý vị là tôi cũng hy vọng là khi mà quý vị xem cái chương trình này, khi mình phán xét nó, chúng ta hãy nên nhìn nhận rõ giữa tiết mục trong chương trình thách thức danh hài và cả cái tên của nó là chương trình thách thức danh hài. Chỉ có tiết mục không tốt tại chương trình này, chứ bản thân chương trình thách thức danh hài là một chương trình rất có giá trị với cộng đồng. Tôi khẳng định điều đó. Giờ gạt bỏ qua những bài báo ABCD gì đó, ngày hôm nay em đứng hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục chào đón những thí sinh, cựu thí sinh, những thí sinh ấn tượng đặc biệt. Và hy vọng là họ sẽ không mặc những màu áo yellow. Đúng rồi. Để mang cái hơi thở mà nó quá nặng nề như những tập yellow. Xin mời Trấn Thành và Trường Giang về vị trí ạ. Và thưa quý vị, về đây đêm gala nên chúng tôi sẽ có sự thay đổi một tí xíu. Hai màn hình để bắt gần mặt của hai danh hài. Ba chiếc nút xanh lá cây, 60 giây bắt đầu. Màu đỏ, các bạn là người chiến thắng. Và màu xanh là các bạn đã thất bại. Sự thay đổi duy nhất đó chính là màu áo chúng tôi mà thôi. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ không còn là ba cây đèn giao thông nữa. Ngày hôm nay chúng tôi đã đồng bộ với nhau một màu xanh. Hy vọng trong đêm gala này sẽ có những thí sinh đạt được giải thưởng 150 triệu đồng. Nào, xin mời thí sinh đầu tiên Lê Hoàng Long. Đáp theo tao y, đáp theo tao thì đã và đáp thì thích nghi và mới mà tôi tao trôi qua bao năm không biết mà tôi tao có bị được nó nên là lần thứ liền sẽ tao nó thống tao bắt tao mang thì té tao 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 bắt tao mang thì té tôi tao mà tao thùng tao đâm tao không tôi không việc khác với tao việc lắm việc đã đâm bữa tao nước mình nước được ngủ học rác 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 để biết được ai là quát đâu cũng nhận nhảy số để tao chạy với tao trên nhà cao tầng nhảy xuống đêm nhạc mày ơi từng bảy cũng đã tôi xong cát đã rồi tao quá không đã còn bị còng cát còn bị còng đó rồi 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 bạn đã nhận được 10 triệu đồng. Cô Duyên, công nhận. Dưới là công tử á? Không, dưới con tại lắm chân bùng luôn á. Tại vì bùng gì này chắc ba mẹ thương lắm. Không, ba con mất sớm mà chú ơi. Thấy không? Làm gì phụ mẹ? Còn con thì đó, bởi vì con mới lúc đầu là tính đi học văn hóa nghệ thuật, xong rồi mẹ đi khám bệnh. Cái bệnh quá rồi con mắc về. Hồi lúc ba mất thì mẹ con mắc nuôi con, rồi chế con ông nội bà nội nữa. Nên lên là mình nên mẹ mà gánh gọng hết trơn thì mừng quá, sau này bị suy nhược cơ thể hết trơn luôn.
bệnh gai cột sống rồi bệnh tùm lum hết chưa. Nhưng mà mình cũng phải học chứ, thí dụ học thành công mình nuôi lên mẹ. Dạ, với lại làm vuông đó thì làm nặng lắm chú, nên là mẹ đâu có làm nặng nổi 5kg đâu, ginh nặng cái là có... Thì thuê người làm, nhà mình có tiền mà. Dạ không có đâu chú, ở dưới quê giờ người dân đi thành phố hết này, ở thuê cũng gọi là khó khăn lắm. Dạ trả lương cao rồi ta làm cho mình thôi. Dạ không có, nên là con không, dạ gọi là nếu như mình có thành công rồi về nhà không có mẹ thì cũng không có vui. À, chào quý vị khán giả, mình là Lê Hoàng Long đến từ Bạc Liêu. Qua cái tập phát sóng vừa rồi thì cuộc sống của mình nói chung là cũng không có thay đổi gì nhiều. Mình vẫn phải chống xuồng ra đồng để cho tôm ăn đồ này kia thôi, vẫn là phụ giúp nuôi gia đình nuôi tôm. Nhưng mà được một cái là điện thoại mình lúc nào cũng rung hết. Là tại vì những cái lời mời kết bạn với lại là những cái lời động viên rồi chúc sức khỏe gia đình mình rồi mong muốn mình có thể bước tiếp trên con đường mình đã chọn, con đường đam mê của mình thì mình nhận được rất là nhiều lời động viên từ mọi người. Cái điều đó thực sự là qua chương trình này nó khiến mình rất là vui. Giống như là hồi xưa đăng tấm hình chỉ có mấy chục like thôi mà bây giờ có khi đăng cả ngàn like cũng không chừng. Cảm thấy vui lắm mọi người. Làm sao quên hành lang cây nắng và gió, làm sao quên bóng mây đi ngàn đò. Dòng nỗi người vẫn còn đây mà sao em xa nơi này. Đàn tôi buông là lời trong đêm trường, em giờ đây vui tình nhật mới, tôi ngồi đây ôm đàn tôi hát cho vơi đi nỗi lòng một mình tôi thâu. Vui nữa là cái bài hát của mình hát ở trên Thách Thức Trên Hài thì được cái hiệu ứng rất là tốt. Mọi người thích cái bài đó thì cứ bảo mình hát đi hát lại hoài thì mình cảm thấy là rất là vui. Thì sắp tới đây thì mình chuẩn bị ước vào vòng gala thì thực sự lúc này là cảm giác nó áp lực lắm. Tại vì là từ trước tới giờ chỉ có thích hát hò này kia chứ tham gia Thách Thức Trên Hài thì cũng như một cái cơ duyên thôi. Nhưng mà được đặt cách vô vòng gala thì sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà lo lắm. Giống như là kịch bản này kia thì mình không có tư duy được nhiều cái, nhưng mà đòi hỏi phải những cái nó cao siêu hơn thì mình cũng đang cố làm. Nhưng mà lần này đi thi chắc cũng với cái tâm thế là tặng tầm cô cho quý vị giám khảo thôi. Chứ mình cũng không mơ là mình sẽ được giải thưởng cao. Mong mọi người ủng hộ mình ở tập gala nha. Cảm ơn mọi người. Bây giờ em nhắc lại một lần nữa cho cả thế. Này, mười triệu nè. Rồi, cảm ơn Hà Long. Là tôi biết đến men say của bia rượu qua lời kể của người say, và tôi chẳng biết làm gì để cuộc đời tôi thoát ra khỏi. Lời đầu tiên con xin gửi lời chào tới hai chú. Dạ, chú Nguyễn Vy và mọi người đang có mặt ở đây. Wow. Sao rồi, tình hình sao rồi? Tình hình tôm tép căng lắm chú ơi. Căng sao? Đem lên là nói chung là cũng một quá trình. Dạ. Quá trình gì? Quá trình phơi rồi sấy rồi á chú. Dạ, rồi dở rồi đem vô rồi cũng hơi cực. Dạ. Cũng sẽ không cười nếu không vui. Dạ. Dạ vậy thôi, giờ con lời hứa con tặng nha. Ủa vậy hả? Dạ.
Phụng Nắng hả? À? Sao tặng mà mặt căng quá, có nhiễm gì bị ép hay gì? Đại gia tôm. Tôm nó cũng không có bự mấy hả chú? Đại gì? Nào coi coi. Nước này nước nước lợ không có nước mặn hả chú? Dạ à? Dạ. Cái này dạ đây con tặng chú. Dạ. Có hai bịch thôi hả? Dạ. Ủa chú Ngô Kiến Quy nữa hả? Em nhớ lại quá khứ ngày ấy. Anh cũng ngồi tại vị trí đó. Trời nói vậy chứ. Trời ơi. Cái này là chú là dạ. Một chút chú nhớ bấm cho con Thi nha. Ê bây giờ mình ăn được chưa? Được á, ăn đi. Nó giao điều kiện luôn. Bấm mới được quà. Dạ không, không. Nhưng mà cái này là mình làm hay là mình mua ở chợ về mình cho hả? Dạ con làm luôn chứ dạ. Ừ. Chứ còn mua ở chợ thì nó không có cái tấm lòng trong đó. Dạ có nha, con làm dạ. Đây trời ơi bé này thiệt. Em á tánh em sao? Chú nhớ ấy bấm cho. Hả? Dạ, 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 chú cười nhớ bấm cho con. Tức là bây giờ chú cười không mình cười chú bấm luôn. Dạ cũng được. Dạ. Okay. Nói vậy rồi người ta biết người ta. Rồi. Cười gấu. Sao? Dạ. Tình hình gia đình sau khi phát sóng ổn không? Bà con có kéo về không? Dạ cũng bình thường chú ơi, người ta bất ngờ xíu à. Vậy hả? Dạ. Rồi con bé gì đó sao rồi? Con ghệ nè nó yêu á, sao rồi? Kể là chuyện buồn nữa chú. Sao vậy? Nó phát sóng bắt đầu nhắn tin con cái kiểu còn thách thức nó. Nói trời xưa tao bận quá bận, giờ tao mới lên hình xíu mày nhắn tin. Tao không thèm trả lời mày luôn. Xong bắt đầu cái ơi mày hát hay quá, tới nữa đi hát đám cưới giùm tao nha. Nó mời đám cưới con luôn. Chua à? Không, mà sau này sao con mới biết lại là nó cho anh con. Đừng con nói lại trời ơi tao mới chồng mày xíu mày đi lấy chồng bỏ tao rồi. Kỳ vậy. Dạ. Ở cuối cùng lấy không? Dạ chưa lấy. Mấy gùng quá chú cho con hát gì. Hát nữa hả? Hát nữa. Hát tiếp. Hát bài của chú. Rồi vô. Có đờn không? Vô à. Có đờn không? Dạ hát like đi. Móc lát xít cái coi. Móc luôn cũng được dạ. Có. Dạ có, em có chuẩn bị. Lấy đã. Dạ. Em chị ơi, em nơi nào cho anh biết tên. Chân biến em có đường hay hôn lấy em mỗi ngày. Anh ở đây đã nhiều lần nhìn thêm rối bời. Vì thế hương mãi phía xa mà thôi. Ngất ngây sự mày khi em nói câu xin chào. Chân trai bao lâu trước sau em đã để ý. Ngân ngây trời mày khi em nói câu xin chào. Hey, dừng lại một phút. Anh muốn nói chuyện thấy đi. Anh đã say mất luôn lối về. Từng tiếng lầm thay kia làm anh đau điên. Chuyện thấy đi. Em đẹp như bức tranh điều thiện. Nàng đã mặn đây. Đi về nơi cánh tiên muôn vàn điều. La 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 la. Chuyện thấy đi, anh sẽ mơ luôn lo về. Từng tiếng âm thanh kia làm anh đau điên. Chuyện thấy đi, em đẹp như bức tranh điều thiện. Nàng đã mang anh đi về nơi cánh tiên muôn vàn điều hay. La la la. Thái độ âm nhạc là tốt, cách hát là tốt. Có nghĩa là cái thái độ em xử lý cái bài này là tốt. Có nghĩa là nó là một cái e rất là lạ. Nhưng mà em phải hát cho nó rõ. Chứ không phải là hát nhựa là không nghe gì cả. Hai cái nó khác nhau. Dạ. Đó. Chuyện thay đi. Ta da pi ba da ba bam ba da 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 da. Nó vẫn nhựa nhưng mà mình nghe cái âm thanh nó ra cái chữ. Ca lợi thôi coi, hát nghe coi. Chuyện thấy đi, anh đã say mất luôn lối về. Từng tiếng âm thanh kia làm anh đau điên. Tại sao là kia mà mày đi mày? Hậu nhiều khi quen. Khiến lòng anh đau điên, được rồi. Kia làm anh đau điên. Mình hát cho nó rõ một tí vậy thôi. Rồi, Thi. Dạ thì dạ, trước khi hát cái con cũng sẽ sử dụng đạo cụ là cây đàn này luôn. Dạ Hoan xin hát một cái bài gọi là bài này sẽ nói lên tất cả cái gì trong con người con.
Dạ, tính cách hay là hoạt động hàng ngày hay là cái gì đó thầm kín ở trong người sẽ hiện qua bài hát này hết. Nhưng mà phải gõ lời. Dạ, cái bài hát này con nghĩ chú Ngô Kiến Huy sẽ thích. Dạ, bài sáng tác của Lê Cát Trọng Lý. Rõ lời nha. Dạ. Thi luôn hả? Dạ thi luôn. 60 giây thời gian bắt đầu. Thật ra bạn này rất là thông minh. Tôi là con gái à, là con gái thật thiệt luôn. Chú ơi, tôm khô con hết luôn rồi, rồi. Đúng không? Tôm khô mới tặng à, triệu đồng một ký à. Ba thằng 3 triệu không cười cũng cười giùm đi 3 triệu. Nó phải có những cái đó, hiểu không? Dạ. Chứ bây giờ mà phó thác vô cái vụ cô gái không là thua rồi. Có nghĩa là ước mơ em muốn người ta cười tại vì em ước mà làm gái đúng không? Không rõ nha. Rồi, tiếp vòng 2. À, vòng 2 đây, dạ. Từ đó nên dẹp nó đi, đúng. Dạ, xin vòng 2 là cũng có một câu chuyện là ngày xưa đi học thì con rất thích những cái đoạn cải lương á, mà đoạn đầu nhạc giống như tình người tình trên chiến trận đồ này kia, có mấy đoạn nhạc rất là du dương. Rồi mỗi lần con hát cái là mấy bạn ở trong lớp hỏi là ê mày hát bài gì vậy, cái nói vậy nó sệt ra nó kiếm. Thì con nghĩ đó là con đường duy nhất, cũng một cánh cổng mở ra để cho những cái thằng bạn của con nó biết tới cải lương. Dân Bạc Liêu là phải biết người tình trên chiến trận à, quá. À, mùa thu trên Bạch Mã Sơn hay quá. Nhất kiếm Bá Dương giỏi. À, đường rung Nguyên Bá được. Xin một lần yêu nhau hay. Cô gái bán sầu riêng ngon. Dạ phải biết mấy biết tối chứ thiểu. Dạ, biết. Dạ tối thiểu phải biết. Nên là con xin hát cái đoạn nhạc xong rồi từ lần nào con kêu chú bấm thì con chú bấm. Rồi. Dạ bây giờ con xin hay con ấy con nhìn lời được quyền. Từng giọt lệ bỗng rơi trên chốn cao, sầu theo gió mưa dằng dằng khắp trời. Lòng nghe thương thương nhớ nhớ xa vời, mai muốn thì sao ôi vàng phương trời. Đường về mong cô quá xa, sẽ không bao giờ gặp người. Tình thôi cũng xa từ đây, duyên số ôi mong đời. Dạ bấm đi chú. Nói ra thì ai không thoải mái. Chẳng sợ buồn người ta sẽ nghĩ sai, nhưng để lâu thì ai baby, come on baby. You gone away, mở ngoặc sợ anh đi mất rồi. Chẳng lẽ phải nói em yêu anh rồi ít du, yêu anh luôn rồi ít du. Không xong rồi làm sao để yêu, nhưng không phải nói ra rằng em yêu anh lâu rồi ít du. Thôi xong rồi ít du. No 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 no. I will never feel in love again. Xin I feel your love you were my number one love. Xin đường nhanh như chớp yêu rồi quân đã đi. Chiến thắng vang dội thắng cuộc chiến rồi đây quân đã làm thắng rồi. Chúc mừng bạn sẽ buộc vòng 2 ạ. Được chứ không phải là không, nhưng mà biết sao không nè, không sắp đặt chỉnh tề, hiểu anh nói không, làm cái gì nó phải rõ ràng,
Có nghĩa là em phải sắp đặt cho nó tới nơi tới chốn. Hiện nay là em còn đơn em phó thác cho cái bản thân em làm phiêu tới đâu hay tới đó đó, đúng không? Em phải chuẩn bị cho nó chính xác luôn là trong đó, thí dụ 60 giây là ít nhất phải là 45 tới 50 giây là em chính xác. Mấy giây cuối là em tự phiêu mẹo 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 để em tự cứu lấy mình thôi. Hiểu anh nói không? Giống như hồi xưa anh thí dụ anh phổ nhạc mà bài của Mỹ Tâm. Dạ. Biết cái vụ đó không? Dạ không có nghe. Cái bài mà thí dụ như là cái bài gốc của nó là buổi sáng tinh sương em đêm em bước ra vườn giọt nắng long lanh hoa cá ngang muôn sắc thắm. Đó là bài gốc ha. Giờ hát cải lương đúng không? Một sáng tinh sương em đêm em bước ra thềm mà giọt nắng long lanh hoa cá ngang muôn sắc thắm má. Chờ người đến đây tìm em ngất ngây đắm say tình nay trời ơi. Không là em phải chuẩn bị nó rất là đầy đủ rồi em vuốt em ẹo em chuyển em qua bài này em qua bài kia đó thì nó mới cười. Với lại khi mình biểu diễn là mình phải thoải mái về cơ thể chứ đứng nghiêm trong cái nhìn cái điện thoại có gì để coi. Không phải, tại vì cái e là e rụt rè, hiểu không? Làm cái style rụt rè đó là giống như là tôi sắp không kịp rồi, chết tôi rồi đó, hiểu không? Cái kiểu đó đó cũng được nhưng mà phải chuẩn bị kỹ hơn. Dạ. Rồi tiếp nè, tập trung vô tiếp là dòng ba lựa nào thông minh làm ra. Dạ, con suy nghĩ một xíu. Suy nghĩ nha, lựa cái nào chất lượng làm cái nào. Dạ rồi, dạ có. Có chứ. Dạ dòng này con xin nói về chú Ngô Kiến Quy. Hợp lý, đang đợi nhiêu đó. Thời gian 60 giây bắt đầu. Chú Ngô Kiến Quy là một cái con người con hằng tôn kính nhất trên cái cõi đời này. Chú Ngô Kiến Quy chỉ đứng sau cha con. Cha con thứ nhất thì chú Nguyên, thứ nhì cha con để trên đầu, chú Ngô Kiến Quy con để trên vai. Bởi vì mấy thằng trong xóm con nói chú Ngô Kiến Quy có một hit, bây giờ con cãi nó chú Ngô Kiến Quy có hai hit lận mày. Được chơi nhá. Nhưng mà hồi xưa con đâu có biết đường con cãi đâu. Cái bắt đầu nó nói, trời ơi Ngô Kiến Quy con giả vờ yêu, con nói mày xạo quá đi. Ngô Kiến Quy còn giả vờ yêu karaoke nè, giả vờ yêu gọi là giả vờ yêu remix nữa chứ có phải có một hit đâu chú. Đúng không? Vậy mà đó, sao rồi? 10 năm con lớn lên rồi, cây mít sau vườn cũng lớn lên, cái gì cũng lớn lên hết mà chỉ có Ngô Kiến Quy chưa ra được cái hit nào hết. Bây giờ mới ra truyền Thái Y, mà ra truyền Thái Y cái là kết thúc sự nghiệp luôn. Truyền Thái Y vô bó tay. Rồi người ta dự đoán 10 năm sau chú Ngô Kiến Quy sẽ ra được cái bài là chuyền vô bệnh viện, vô nước biển, hết luôn sự nghiệp, gọi là dạ chấm dứt luôn sự nghiệp, dạ xin hết. Hết thời gian rồi chưa. Nói chung là em là người thông minh đó, em là một người rất thông minh, sáng tạo và lém lĩnh. Chắc chắn là những cô gái mà được em cua là người ta sẽ thích em lắm. Dạ chưa cua dính ai bao giờ. Đừng có xạo. Dạ thiệt, cái đó thiệt luôn chú ơi. Đừng có xạo. Ai mà em cua là người đó mê em lắm. Tại vì có duyên, thông minh bày ra nhiều trò cho người ta. Có duyên mình phải biết cách khai thác. Chứ không thôi nó bị cà rỡn. Dạ. Giữa cái chữ có duyên cà rỡn hai cái nó gần xịt. Giống như là cái việc em hát đúng không? Em có thái độ âm nhạc đúng, em có giọng luôn, giọng em cao luôn, hát tốt luôn, âm thanh vang ra rất là đẹp luôn. Thì em có thể khai thác cái điều đó tốt thì em làm ca sĩ. Còn em không thể khai thác cái điều đó tốt thì em mãi mãi chỉ cầm cái đờn hát cho người ta nghe rồi người ta khen em hai ba câu. Rồi cái hài hước cũng vậy. Nếu như em biết cách khai thác nó tốt thì em sẽ là một diễn viên sau này nếu em mê nghề. Nếu em cứ để như vậy thôi thì mãi mãi mình cứ như vậy thôi, vui vui rồi hài hài ra người ta gặp mình ta cười cười thôi. Thì cái này là anh Thành nói cho em nghe để em ý thức về em của sau này. Em muốn trở thành một người như thế nào là do cái ý thức quyết định của em. Bởi vì anh nghĩ là em đủ thông minh để em hiểu là em sẽ phải làm cái gì. Thật ra nãy giờ em giả bộ ngờ ngợt thôi chứ em rất là thông minh, em biết hết mọi chuyện. Và anh hy vọng là em sẽ biết là sau này mình làm cái gì cho nó tốt. Giữa cái sự lém lĩnh và cái sự chuyên nghiệp thì ráng thêm tí vô nữa là ngon. Để làm sao mà khi mà mình diễn rụt rè người ta không phát hiện ra là mình đang diễn thì nó mới hay. Đó. Có nghĩa là anh Thành nói lại một lần nữa thưa quý vị, bạn này cũng giống như trường hợp của bạn Lê Tấn Lợi.
mình không có từ nói, mà không thể nói người ta là bạn xạo xạo ở ngoài đời nó lanh như cái gì vậy, tiện vô đây bạn nhìn rụt rè này, nó không phải. Cái đó là cái phong cách diễn của người ta, người ta lên cái sân khấu hài này người ta phải được quyền làm cái chuyện đó. Tại vì khi người ta tỏ ra rụt rè thì những người khác sẽ không đề phòng, thì cái mức độ cười nó sẽ dễ cười hơn. Và đó là cái chiến thuật của người ta, đó là cái khả năng mà bạn ấy nhận ra được. Chúng ta không thể nói bạn ấy xạo được, tại vì đây là chương trình hài đó. Nhưng mà ý là anh Thành nói là ráng sắc nét lại tí, chứ không thôi nó bị nhòe. Không, không, mình làm không khéo nó bị nhòe hết, mấy cái nét của mình nó uổng lắm. Giống như chụp bức hình mà thấy toàn cảnh nhưng mà zoom vô từng người mình không thấy cái mặt, thì nó bị như vậy á. Rồi, cảm ơn em vì ba ký tôm khô. Tiền cũng không ít, nhưng anh biết gia đình em có điều kiện nên không sao. Anh nói thì nói vậy thôi, nhưng mà quan trọng là anh cũng chúc cho em thành công trong tương lai. Tại vì em là người có tài, sáng tạo, thông minh, đẹp trai, có duyên. Chúc cho em thành công. Và nếu em yêu nghề thì anh cũng chúc cho khán giả sẽ yêu thương em. Xin mời hai bánh xảo Châu giải thưởng 5 triệu cho những cái chương trình gala. À, cũng có 5 triệu ngon rồi. Ngon, thấy không? Ba ký khô. Em thấy không? Cái gì cũng vậy, phải cho đi trước mới nhận lại. Cứ cho 3 triệu đi rồi sẽ nhận lại được 5 triệu. Cho đi là còn mãi. Đúng. Còn tiền xe nữa chú. Thắng ngon. 2 triệu dư xe rồi. Ra xe dùng nằm luôn. Vô từ hồi vòng ấy tới giờ lắm. À, tiền xăng nữa, đợt này đi với thằng bạn. Đi với bạn phải không? Kêu thằng bạn đổ xăng. Kêu thằng bạn đổ xăng. Có con đổ. Nó vô đây là nó vui rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Nó vô nó vui, bắt nó đổ. Dạ. Ừ. Rồi. Bifina men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản. Rosman Fort, thuốc kho thảo dược cổ đức dành cho người lớn, nhập khẩu nguyên chai. Xin mời thí sinh kế tiếp, Hoàng Phạm Quốc Toàn. Xin chào khán giả của chương trình Thách Thức Danh Hài. Em tên là Quốc Toàn, năm nay em 20 tuổi. Em đến từ Đồng Tháp và hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là sinh viên năm 3 của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Xin chào mọi người, em là Hoàng Phạm. Em năm nay 20 tuổi, hiện tại em đang sinh sống ở Sài Gòn và quê em ở Đồng Tháp. Em là sinh viên năm 3 của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Chúng em là cặp đôi Thánh É. Tôi nói thiệt, tụi em mà thắng nữa, nếu tụi em may mắn tổ thương tụi em cho tụi em nhận được 100 triệu, tụi em sẽ là hai diễn viên đầu tiên trong lịch sử Thách Thức Danh Hài chiến thắng bằng một âm thanh. Chúc mừng hai bạn. Ở Thách Thức Danh Hài mùa 6 tập 1, chúng em đã vượt qua 3 vòng để chinh phục tiếng cười của anh Trấn Thành và anh Trường Giang. Thì chúng em đã không may dừng lại ở vòng 4. Sau khi được nhận lời mời tham gia vòng gala Thách Thức Danh Hài từ ban tổ chức, vì là cặp đôi để lại ấn tượng, thì tụi em cũng vừa vui nhưng mà cũng có một phần lo lắng, là vì hai ban giám khảo đã biết hai tụi em xuất thân từ trường sân khấu sẽ đòi hỏi một cái gì đó cao hơn những bạn thí sinh bình thường. Nhưng mà
Do là lịch học trên trường tụi em rất là nhiều, bài tập cũng nhiều. Một phần là hai đứa cũng có đi làm, vừa làm vừa học và phải làm bài tập trên trường, cho nên là thời gian tập bài của hai đứa rất là ít. Cho nên là hai đứa cũng khó về phần suy nghĩ kịch bản. Không biết là tụi em có nên là làm lại cái Thánh Én, phát triển cái Thánh Én hay không, thì tụi em cũng đang đắn đo suy nghĩ. Và một điều đặc biệt đó chính là tụi em có mời thêm những bạn học chung trường với mình để phụ tụi em tham gia gala Thách Thức Danh Hài mùa 6. Và mọi người nhớ đón xem tụi em đêm gala nhé. Tóc dài ra ha, cái để ra hai bên đàng hoàng, trang điểm lên cũng đẹp lắm á. Dạ có chứ, nhưng mà em cắt rồi. Sao vậy? Dạ tại vì lúc trước em đi nhộm á. Hư tóc à? Dạ. Không bao giờ làm chuyện đó. Đã đàn ông là mau rụng tóc, dễ hói. Cái đó là cơ địa của một người đàn ông bình thường. Ngon rồi không? Mà nghĩ. Nhưng mà nghe không? Đừng nhộm, nhộm rụng rồi không làm gái được. Hiểu không? Dạ. Yeah. Rồi lần này trở lại có chuẩn bị cái gì chưa? Dạ có chứ, chuẩn bị kỹ hơn chuyến rồi. Kỹ nha. Kỹ hơn chuyến rồi. Chị hơn chuyến rồi là thấy mất mái tóc rồi đó. Chuyến rồi về bạn trên lớp nói gì không? Dạ có chứ, nó vô nó é hoài, nó không nói gì hết trơn. Bữa é sao đâu? Ừ đó. Rồi, thi nào? Dạ. Cho em chuẩn bị đạo cụ. Dạ, dòng này em nhờ anh Ngô Kiến Huy xuống phụ diễn tụi em được. Em ơi. Em, lên đây. Vì dưới này đắc địa lắm, hay được nhờ bấm giùm. Em ơi, nút xanh lá cây là bắt đầu nha. Nút đỏ là thắng. Này là xong. Mấy bạn phụ diễn diễn từ tốn ôn hòa nha. Không có lên té đùng đùng chửi ầm ầm đâu nha. Xí, có giao ước không dùng những hành động làm tổn hại thân thể của Miếu. Dạ. Là, ai làm gì em đâu? Coi đây. Em bị quýnh mà bị đập. Vậy rồi tụi em bắt đầu. Ê khoan, anh làm gì không? Anh cần phải nói gì không? Hay là anh chỉ ngồi thôi? Dạ anh chỉ ngồi okay, im okay. Thôi anh đừng được có động đậy nhúc nhích gì hết. 3, 2, 1. Tự nhiên quy hẹn ra đây làm cái gì vậy? Anh Quy, anh làm gì đây vậy? Còn cái người này, từ trước tới giờ anh giả vờ yêu với em đúng không? Anh Quy, anh không nhớ ngày nào em với anh cũng 60 giây bắt đầu hết hả? Trời ơi, bắt đầu tới nỗi mà ngày nào em cũng truyền thái y hết. Mà bây giờ em tức quá, em phải hùng mình hai cái. Anh Quy. Vé số đây, vé số đây nha. Quân đã chiến thắng vang dội, thắng cuộc chúng rồi đây, quân thật là tài giỏi. Thôi quá, thôi quá, anh cười rồi. Trời ơi. Anh giúp em mà. Trời ơi, nó chuẩn bị kỹ lắm nè. Kỹ lắm. Chưa, còn nữa. Em hung thiệt luôn á, thích dễ sợ luôn. Cái bàn phái của con này đông thiệt. Cho em diễn cái cuối luôn được không? Cho em diễn thêm. Diễn hết luôn á, cho diễn hết cái này. Đã cái đường mí má này hả? Dạ tại vì còn anh này chưa được diễn á, buồn. Diễn tặng. Dạ diễn tặng. Hơn. Diễn tặng còn. Tặng gì tụi bay khoái hung người ta chứ phải diễn tặng gì. Em đam mê nghệ thuật. Đó vô. Số đây. Anh Huy, em mới đi làm hồ về. Em hôi lắm, em đi tắm đây. Nhỏ ra gậy đó. Hên. Chết thằng em đuôi thiệt á. Mùa này em không còn trong trắng nữa. Em không có tư cách để nói chuyện. Nắp bánh rồi. Trời ơi, ai cũng đè hung hai cái má của tôi. Rồi không nói trước gì hết chứ hết rồi.
Rồi vòng 2. Vòng 3. Người hôn thì xả là hả quê. Mấy không mấy cái mà sẵn rồi hả? Hơi sang chấn, hơi sang chấn. Về lại. Vòng 2, sẵn sàng. Thời gian 60 giây. Bắt đầu. Chị không sao, ác mộng thôi chưa chị ơi. Chiến thắng vang dội. Thắng một chút rồi đây, bắt đầu là tay rồi. Chúc mừng các bạn vượt qua vòng 2. Dễ thương. Dễ thương thiệt. Nó tán rất mạnh. Chị không sao ác mộng thôi chưa chị ơi. Trời ơi. Tán vậy. Nó nói ác mộng sao á. Dược dễ thương. Rồi bây giờ vui rồi đó, cười rồi đó. Tiếp không? Dạ tiếp. 60 giây thời gian bắt đầu. Hết thời gian ạ. Làm cái gì vậy trời? Mãi nhỏ cái nó làm cái vụ mà mai thiều là tôi thấy có duyên rồi. Thấy không? Nó mai mỏ nó lại. Mà nó mai con mắt. Nó mai hết. Là tôi thấy có duyên muốn chết rồi. Một hồi nó diễn kỳ đến mức độ. Nên nó kêu các chị. Các chị là tôi muốn cười rồi. Mà cái âm thanh đó tại dễ thương rồi. Có nghĩa là nó đang đưa người ta vô câu chuyện. Đang dễ thương. Có nghĩa là người ta đang suy nghĩ là à hai đứa này nó coi cái gì. Thì khi con quỷ này nó vô nó phải. Em hiểu không? Hoặc là em cũng phải coi đi. Em nhiều chuyện mà. Em coi của tụi nó coi cái gì. Rồi một hồi nó lừa hay nó móc bóp, nó giật tiền em hay nó làm cái trò gì ngược lại em hiểu không? Cho bỏ cái tật nhiều chuyện. Thì người ta đang chờ cái đó. Rồi người ta đang chờ coi là hai con quỷ này thật sự là nó coi cái gì. Ta đang vui cái chỗ đó. Cái tự nhiên ra làm gì không hiểu. Tụi em là toàn là hài hình thể không à. Trong khi cái tình huống tụi em đặt ra nó rất là có duyên. Cái tình huống tụi em làm ra nó rất là có duyên. Mà tụi em khai thác sai hết trơn. Rồi thôi. Thua. Và bây giờ chúng tôi xin trao tặng các bạn một phần thưởng từ Thế Giới Anh Hài mùa 6. Đây là giải thưởng 5 triệu đồng đến từ ban giám khảo. Xin mời ạ. Về học thêm nha. Rồi tặng tụi em. Xin mời thí sinh Nguyễn Thị Tân. Xin chào tất cả khán giả trong chương trình Thách Thức Danh Hài nhé. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu bản thân bà cho các cháu nghe nhé. Bà là bà Tân Vờ Lóc, bà cao 1m1, bà nặng 32kg. Bà gần 60 lồi bánh trưng rồi. Hôm nay bà mới được tham gia chương trình siêu tour khổng lồ mang tầm cỡ quốc gia như thế này. Mà bà lại còn được gặp hai cháu trong ban giám khảo, cháu Trường Giang và cháu Trấn Thành. Tiếng tăm lừng lẫy. Bà gặp được hai cháu bà vui quá. Bà chào hai cháu nha.
và lại còn được gặp MC Ngô Kiến Huy nữa. Cháu rất chi là tươi cười, thân thiện. Bà gặp được cháu, bà vui quá. Bà chào cháu nhá. Dạ, cháu chào bà. Và bà chào tất cả khán giả trong trường quay hôm nay. Và bà chúc tất cả khán giả luôn luôn mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Bà chúc mừng năm mới luôn. Lúc đầu bà cũng có suy nghĩ là không biết là hai mẹ con bà thì đi thi thì sợ là không được vòng nào, thì bà cũng thấy là lo, sợ các cháu lại cười cười hai mẹ con. Quá quá. Ôi giời ơi, cái con quạ chết tiệt này, cái quả khế siêu to khổng lồ của bà để đây lại ăn mất cụ bà. Ăn một quả khế, trả một cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà được. Bà làm YouTube bà thiếu gì tiền mà bà lấy vàng của mày. Này, cái này là tự khai đấy nha. Ôi dồi, bà làm YouTube bà thiếu gì tiền mà lấy của mày. Nó có duyên là tại vì nó đúng. Hồi nãy tát thêm con quạ một cái nữa tôi đã nữa. Nay thì mở kênh YouTube cho bà này. Để tao phải nấu ăn hoài này, nay thì mở kênh này. Cái thú vị á, nó luôn luôn là những cái mà mộc mạc, đời thường nhất. Trời sinh bà ra, cho bà một cái món quà, đó là cái sự tự nhiên. Cái đó là cái cần thiết nhất. Giờ có thi nữa không nè? Bà có thi tiếp. Thời gian 60 giây bắt đầu. Các cháu ơi, bà là cô bé quàng khăn đỏ. Thì tại sao đời người lại gọi bà là cô bé quàng khăn đỏ? Cô bé quàng khăn đỏ. Đấy, chính là con chó sói đặt tên cho bà là cô bé quàng khăn đỏ. Người đang yêu ấy. Tha cho ta. Ta sẽ ăn thịt ngươi. Tha cho ta, ta đi chơi với bà chơi. Ta ăn thịt ngươi. Đấy, các cháu à. Hôm nay bà lại tiếp tục làm clip, bà sẽ làm một đĩa. Hồi nãy cái miếng đầu tiên là tôi định cười rồi. Đã tôi tính cười rồi nè. Tại sao bà tên là Hoàng Hang Đỏ? Cô với con cái đỏ, đấy, sao cái con quỷ này đặt tên ta? Đấy, chính là con chó sói đặt tên cho bà là cô bé Hoàng Hang Đỏ. Là tại vì không ai biết bà là cô bé Hoàng Hang Đỏ cho đến khi con quỷ này nó kêu. Thì nó kêu xong thì mới biết bà là Hoàng Hang Đỏ. Đã nó vui rồi. Ờ, cái đoạn thứ hai vừa xong nắm đầu. Bữa nay bà nấu nó luôn. Ta sẽ ăn thịt ngươi. Tha cho ta, ta đi chơi với bà chơi. Ta ăn thịt ngươi. Đấy, các cháu à. Hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Đây là trời sinh ra, có là có, không có là không có. Duyên. Đó là cái duyên. Tự nhiên có một cái con người, người ta nói ra cái câu đó muốn nghe người này nói. Có nhiều khi nói câu ra không muốn nghe. Nãy giờ bà nói những cái câu rất bình thường, các bạn thấy không mà. Nghe cái là thấy tự nhiên có cái điểm thu hút liền. Thời gian 60 giây bắt đầu. Ôi, mẹ làm gì đấy? Mẹ đếm tiền YouTube con ạ. À mà này con ơi, trên cộng đồng mạng dạo này cứ đồn kênh YouTube của mẹ mỗi tháng được những 700-800 triệu. Nhưng không phải con ạ, mà chỉ được có mỗi 2 tỷ. Mà con ơi, mẹ thì tiền rất nhiều nhưng mẹ buồn lắm. Con 28 mùa khoai sọ rồi mà con chả lấy vợ để mẹ lấy cháu bé gì. Mẹ, hôm nay con tuyên bố mẹ là con sắp lấy vợ. Úi, thế ở đâu thế, cô ấy tên gì? Mẹ ơi, Lê Giang mẹ. Ôi dồi ôi, tưởng ai chứ. Con bé đấy, cái gì cũng siêu to khổng lồ. Hai mẹ con. Bây giờ mình thi tiếp là mình thi tiếp vòng 4. Là mình sẽ lấy được số tiền là 40 triệu đồng. Sau đó nếu thắng vòng 4 luôn mình lấy là 100 triệu. Thì bà thi tiếp. Thời gian 60 giây bắt đầu. Các cháu ơi, hôm nay bà đứng trên sân khấu siêu to khổng lồ này. Bà sẽ làm clip. Đó là bà sẽ làm một món ăn rất là lạ. Bà sẽ làm một đĩa đuông dừa siêu to khổng lồ các cháu ạ. Thì các cháu ơi,
Muốn làm một đĩa đuông dừa siêu to khổng lồ hôm nay thì bà lại phải chuẩn bị một con đuông dừa thật siêu to khổng lồ béo trắng mũm mĩm các cháu ạ. Thì cháu Thanh ơi, lên đây bà thịt lên. Bọn đã chiến thắng vang dội. Khi mà bà rớt ở vòng 5 ấy, mà được 100 triệu thì bà thấy cũng hơi tiếc một chút. Nhưng mà ngược lại bà lại thấy rất vui các cháu ạ, vì bà cũng vượt qua được 4 vòng. Còn nếu như ban đầu bà cứ lo là không được vòng nào thì các cháu cười bà chết. Đợt tới lại vòng gala là bà có đi các cháu ạ, bà có chuẩn bị để có đi thi. Kịch bản thì mình với lại mẹ với lại một bạn nữa đấy đã xây dựng lên ý tưởng, thì anh em trong nhà thì cùng nhau góp ý. Thì cái thời gian mà để tập thì thực ra thì kịch bản nó cũng không hẳn là như kịch bản chuyên nghiệp. Thì cũng chỉ là bình thường mình với mẹ cứ nghĩ ra câu nào thì nói câu thấy. Nói chung là không có gì khó khăn. Ngày hôm nay thật sự thích, rất thích sự xuất hiện của hai mẹ con, tuyệt vời. Bà chào hai cháu giám khảo, cháu Trấn Thành và cháu Trường Giang. Bà chào cháu MC Ngô Kiến Huy. Dạ, chào bà. Và bà chào tất cả khán giả trong trường quay ngày hôm nay nhé. Hôm nay không mặc áo chấm bi à? Thật tiếc quá, hôm qua bà giặt còn chưa khô. Không sao, lâu lâu phải đổi một tí. Vâng. Ăn gì chưa? Bà ăn rồi. Thế à? Có mệt không? Không, bà không mệt, bà thấy vui lắm. Vui lắm à? Vậy thì thôi. Hai người với nhau thôi gì? Là vợ. Hai mẹ con. Vẫn hai mẹ con. Hai mẹ con ạ. Rồi, cố lấy 150 triệu nhá. Vâng, thì ạ. Bắt đầu luôn ạ. Thời gian 60:01 bắt đầu. Mẹ ơi, mẹ ạ, con muốn chết. Khéo tụt quần mẹ à. Làm sao mà con muốn chết? Mẹ ơi, Lê Giang cô ấy đòi đỏ con mẹ ạ. Thế làm sao? Con muốn mẹ giúp cái gì bây giờ? Mẹ ơi, mẹ giúp cô ấy làm YouTube đi. Thế cô ấy lập kênh chưa? Mẹ ơi. Đâu? Đây. Mở ra mẹ xem. Đâu, ngồi đây xem là. Mẹ này, Lê Giang Official mẹ ạ. Ôi trời ơi, sao lại Lê Giang Official? Sao đặt tên kênh mà gì mà dài thế? Gọi đau hết cả mồm ra. Báo nó là đặt tên kênh là Lê Giang Sô Vlog của cho nó hot con nhá. Ôi giời ơi, mà video quay gì mà chán thế. Mà con ơi, bảo nó là mỗi lần quay video thì chỉ quay hai cái cánh tay thôi. Chứ mà quay cả người như thế này thì người nó siêu to khổng lồ, thế nó phản cảm thì các cháu nó không xem đâu. Trời, tôi tưởng tượng đến bà Lê Giang siêu to khổng lồ ghê thiệt chứ. Rồi ta tiếp tục nào. 60 giây bắt đầu tiếp, bà thi tiếp cháu ạ. 60 giây vòng 2 bắt đầu. Con ơi, từ nay giờ đi con không rủ con bé Lê Giang vào nhà mình chơi nhá. Nó có cái tính ăn cắp vặt. Đấy, nó lấy cái trong công của nhà. Vàng rồi. Thắng của chúng tôi đây, bắt đầu làm rồi. Chúc mừng hai mẹ con vừa qua vòng 2 ạ. Vấn đề gì nè, cái bà Tân này nó rất là đời ấy. Nói cái gì cũng rất là đời. Giờ bình tĩnh lại nè, chồng ba nè. Giờ không có cười nội bộ nữa nha. Nãy giờ là bị cười nội bộ xì hai lần vì bà Lê Giang rồi nha. Ôi giời ơi, mà video quay gì mà chán thế. Mà con ơi, bảo nó là mỗi lần quay video thì chỉ quay hai cái cánh tay thôi. Chứ mà quay cả người như thế này thì người nó siêu to khổng lồ, thế nó phản cảm thì các cháu nó không xem đâu. Từ nay giờ đi con không rủ con bé Lê Giang vào nhà mình chơi nhá. Nó có cái tính ăn cắp vặt. Đấy, nó lấy cái trong công của nhà. Vòng 3, thời gian 60 giây, bắt đầu. Mẹ ơi, mẹ dạy làm clip đi mẹ. Con ơi, mẹ không làm clip đâu. Dạo này mẹ làm nấu ăn, các cháu cứ chê là mẹ nấu thừa nấu thiếu. Thôi, mẹ đi lấy chồng con ạ, mẹ không làm nữa. Thế mẹ không, mẹ định lấy ai? Mẹ lấy Ngô Kiến Huy kìa con. Nhưng mẹ ơi, lấy chồng mẹ già rồi thì mẹ lấy ai được. Mới lại, mẹ lấy chồng bây giờ là sai đấy.
Con ơi, con không nghe Trấn Thành nói á, sai là được phép, ngược đãi bản thân là ngỡ thần. Con không nghe à? Mà con ơi, mẹ bây giờ ấy, tiền nhiều ấy, mẹ phải lấy chồng. Ngô Quyền Huy ơi, con lấy bà tiền nhiều lắm. Mà con ơi, nhà mà không nuôi chó, mà không có đàn ông thì không làm ăn được đâu con ạ. Mẹ phải lấy chồng. Mà con cứ bảo là mẹ không ai lấy á. Hết thời gian ạ. Biết sao không? Bị quên bài. Quên bài. Con quên. Con phải hỏi là sao mẹ không lấy Ngô Kiến Huy. Vâng. Ôi mẹ giận kìa đấy. Sao lại quên nhỉ? Trời ơi, đang vui. Bây giờ cái kịch bản của Lê Giang sao đang vui mà không diễn nữa mà. Rồi, thế bây giờ bà nhỡ rồi diễn tặng đi. Tặng cái kịch bản Lê Giang đi. Chứ đang ăn cắp vặt đang vui, chưa biết là bà Lê Giang mà làm gì mà ăn cắp vặt nhỉ? Diễn tặng à? Ừ. Gọi là hàng sale diễn, đi. Bà diễn tặng là. Ok, diễn tặng nha. Nào, Lê Giang tiếp con nhá. Lê Giang tiếp nhá. Rồi, cứ những thời gian nha. Con ơi, đó. Ngày dày con không được rủ con bé Lê Giang vào nhà mình chơi nhá. Nó có tính ăn cắp vặt. Nó lấy chăn bông của mẹ, nó đạp đút vào mông. Rồi nó lấy hai cái ba lô của mẹ đeo vào ngực. Mẹ đuổi ra sân. Nó nằm, nó dương ngực lên. Mẹ tưởng là nó thử bom nguyên tử cơ con ạ. Sao mẹ lại nghĩ xấu người yêu con như vậy? Thật đấy con ạ. Xấu gì? Cô đây có tính ăn cắp vặt lắm con ạ. Quên bài à? Không ạ, hết rồi ạ. À, sao ngắn thế? Vâng. Tôi chốt thì vẫn là tính ăn cắp vặt ạ. Là cũng có ý đấy nhưng mà nó ngắn quá và nó chưa tinh tế, chưa làm sao mà nói gì phải hợp lý cơ. Vâng. Đấy nhưng mà là có ý. Nhưng mà rồi thôi. Hai mẹ con nhà bà vụng lắm. Không thì thế này, tất cả những cái nụ cười từ trước giờ là đến từ là cái sự tự nhiên ấy. Sự chân thật của bà. Đấy. Chứ không phải là chuyên. Mẹ ra đây đứng mẹ. Nên là cũng không phải là xét theo kiểu là chuyên nghiệp gì đâu. Vâng. Vâng. Nên thôi như vậy là vui rồi nhá. Vâng. Hy vọng là bà Tân Vlog sẽ làm theo nhiều clip nấu ăn cho các cháu xem nhá. À. Thì hôm nay em đến chương trình thì em cảm thấy rất chi là vui ạ. Rồi. Cảm ơn hai mẹ con đường xá xa xôi vào đây. Lần nữa gửi tặng nhau 5 triệu nhá. Mà Thành ơi, không. Thành ơi. Thành ơi, quay lại bà nói chuyện tí. Vâng. Thành ơi, bà bảo là thôi cuộc đời bà cũng gần cuối đời rồi, bà được bước vào trên sân khấu siêu to quốc gia này thì bà thấy siêu to quốc gia. Bà lòng mãn nguyện thì thôi thì trước khi bà đi vào đây tham gia chương trình Thách Thức Danh Hài thì bà cũng có nói chuyện với các cháu là bà đi chủ yếu là cho biết đây biết đó mới lấy vui thôi. Chứ còn nếu mà được phần thưởng thì bà cũng không lấy. Thì hôm nay đây thì bà cũng được cái giải thưởng nho nhỏ này thì bà gửi lại cháu để nhờ cháu ủng hộ từ thiện cho các cháu những hoàn cảnh nghèo vượt khó nhá, đi học nhá. Thì mà cháu Thành ơi, thôi thì bà cũng nói chuyện với cháu đôi ba câu thì là bà nói chung là bà cũng gần hết đời rồi nhưng bà cũng gặp làm vlog bà cũng gặp thời, thế là được các cháu ủng hộ, được các cháu ủng hộ nhiều, thế là bà có điều kiện thì là bà mới vào được trong thành phố Sài Gòn này bà chơi hưởng thụ. Thế chứ còn nếu mà bà không gặp thời làm vlog ấy mà bà chỉ đi đảo bữa mới lại cây thuê thì bà cũng không có kinh tế để đưa con vào đây vui chơi đâu các cháu ạ. Thì bà cũng thỏa lòng mãn nguyện. Thì thôi thì bà gửi cháu lại cái phần thưởng này để bà không lấy. Thì ban đầu kể cả bà có lấy được cái phần thưởng to bà cũng không lấy. Thì ba cháu thì cháu cầm chả lấy được. Nên của ban tổ chức chứ phải cho cháu thì cháu chấp nhận. Của ban tổ chức không lấy được bà. Bà nhờ cháu giúp bà thử thiện cho các cháu những hoàn cảnh khó khăn ấy. Thì ba cháu lên đây để ôm bà một cái cho bà về cho rồi thỏa lòng ước nguyện nhá. 5 triệu này ban tổ chức là của ban tổ chức nhé, tôi không dính líu gì vào nhá. Ban tổ chức sẽ thay mặt cho bà Tân Vlog để gửi đến cho ai mà hoàn cảnh khó khăn đúng không? Vâng, rồi thế là thế, cho bà vui lòng đấy, lên chụp với bà một bức ảnh nào.
bắt bắt tay bài này. Đêm gala thứ hai của Thách Thức Danh Hài. Tự nhiên tài trợ cho em làm răng cái 100 triệu. Đừng tơ tưởng thêm nữa. Cho dù á, anh có chiếm được cái hàm răng của em, hàm răng của em, hàm răng của em. Nhà này không có ai hết. Tôi sẽ báo cho em biết một thông tin. Thưa quý vị, 150 triệu đồng. Đón xem tập 14 Thách Thức Danh Hài 16 phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư ngày 8/1/2020 trên kênh HTV7. Trong